Cận cảnh cuộc sống xa hoa tột độ của gia đình giàu có nhất Dubai. Chào mừng các bạn đến với câu lạc bộ tỷ phú, nơi các tỷ phú tương lai gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm làm giàu. Đừng quên bấm nút subscribe để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội đổi đời nào nhé. Thật khó để có thể tưởng tượng được một Dubai không có các tòa tháp chọc trời, những dịch vụ du lịch độc đáo và cơ hội mua sắm thỏa thích với tiêu chuẩn sống khác biệt. Thế nhưng, trước thế kỷ 19, Dubai vốn chỉ là một làng chài nhỏ ở vùng sa mạc ven biển, cho đến khi nhận được sự dẫn dắt của một người đàn ông và lột xác ngoạn mục trở thành một trung tâm du lịch, tài chính của thế giới, sân chơi của các giới siêu giàu như hiện nay. Đó không ai khác, chính là Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, tiểu vương Dubai hiện tại. Với những công lao vĩ đại của ông đối với Dubai, tiểu vương và gia đình đã được đền đáp xứng đáng với cuộc sống tràn ngập sự giàu có tột độ và quyền lực to lớn. Đừng quên đeo chiếc kính râm của bạn, vì ngay sau đây sẽ là một cuộc sống với gam màu hoàng kim chói lóa của gia đình hoàng tộc giàu có và quyền lực nhất Dubai. Tiểu vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Al Maktoum, gia tộc trị vì Dubai, xuất thân từ bộ lạc Bani Yazd, sống ở khu vực nay thuộc UAE. Bani Yazd là bộ lạc quyền lực và hùng mạnh nhất ở bán đảo Ả Rập thuở xa xưa. Năm 1833, 800 thành viên gia tộc tách khỏi bộ lạc, chuyển đến sống ở vùng đất sa mạc ven biển, nay là Dubai. Hoàng gia Dubai là một trong 6 gia đình cầm quyền ở các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE. Gia tộc Al Maktoum đã trị vì Dubai từ năm 1833 đến nay, với 12 thành viên chính cùng hàng trăm họ hàng thân thích khác. Hoàng gia Dubai ước tính nắm giữ trong tay khối tài sản 19 tỷ đô la Mỹ, thuộc danh sách những hoàng tộc giàu nhất thế giới. Người giàu có nhất trong gia tộc này chính là tiểu vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sinh năm 1949. Sheikh Mohammed hiện là một trong những người đàn ông giàu có nhất thế giới, với giá trị tài sản ròng lên tới hơn 15 tỷ đô la Mỹ. Ông đứng đầu hoàng gia Dubai, đồng thời giữ chức phó tổng thống kiêm thủ tướng UAE. Tiểu vương lên ngôi năm 2006 sau cái chết của anh trai mình, là tiểu vương thứ 13 của Dubai. Những nguồn thu khổng lồ từ dầu mỏ được tiểu vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum đầu tư vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, trường học, thu hút lao động nhập cư tới Dubai. Tiểu vương này kiểm soát tập đoàn đầu tư Dubai Holdings, sở hữu các bất động sản xa xỉ ở châu Âu. Tiểu vương được coi là người đã đưa Dubai trở thành đô thị tầm cỡ quốc tế với việc xây dựng nhiều công trình mang tính biểu tượng cho thành phố như đảo nhân tạo, hãng hàng không 5 sao, khách sạn 7 sao và tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới Burj Khalifa. Ngoài ra, ông cũng nổi tiếng là một người hào phóng khi đã quyên góp hàng tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động thiện nguyện. Tiểu vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum có ít nhất 6 người vợ và 23 người con. Ông từng chi 100 triệu đô, hơn 2.300 tỷ đồng để tổ chức đám cưới đầu tiên vào năm 1979. Đây là đám cưới đắt giá nhất thế giới do sách kỷ lục Guinness ghi nhận. Đám cưới được chuẩn bị trong vòng một tháng, diễn ra tại sân vận động được xây riêng cho lễ cưới. Năm 2010, tiểu vương Dubai mua dinh thự La Belle Epoque ở Monaco với giá trị 323 triệu đô la Mỹ, gần 7.600 tỷ đồng, với 30 phòng, gồm 3 phòng ngủ, 6 phòng tắm, 8 phòng ở cho nhân viên và các phòng sinh hoạt riêng. Tiểu vương Dubai Sheikh Mohammed cũng là một trong những chủ sở hữu đất lớn nhất ở Anh với hơn 40.000 hectare đất đai ở London, Scotland và Newmarket. Danh mục tài sản thuộc sở hữu của tiểu vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum và gia đình bao gồm các biệt thự, chùa ngựa, sân tập trên khắp Newmarket, những tòa nhà độc nhất ở London và những cánh đồng rộng lớn, trong đó có cả khu nhà Inverness, 25.000 hectare ở cao nguyên Scotland. Quy mô chính xác của khối tài sản mà ông sở hữu không thể xác định vì hầu hết bất động sản liên quan đến ông đều thuộc sở hữu của các công ty nước ngoài tại Guernsey và Jersey. Dinh thự Long Cross trị giá khoảng 103 triệu đô la Mỹ, hơn 2.400 tỷ đồng của tiểu vương Sheikh Mohammed được mua năm 1976, giờ trở thành dinh thự nổi tiếng liên quan đến vụ chạy trốn của công chúa Samsa năm 2000. Ông cũng sở hữu nhiều đất đai và tài sản khác xung quanh ngôi nhà. Ngoài ra, công ty đăng ký sở hữu dinh thự Long Cross, Smith Properties tiếp tục mua lại Woodhay, một dinh thự khổng lồ khác ở Surrey, với giá trị 18 triệu đô la Mỹ, khoảng 423 tỷ đồng. Woodhay là một dinh thự nguy nga với 10 dãy phòng ngủ, phòng sinh hoạt, giải trí với một rạp chiếu phim, một bể bơi và một phòng khiêu vũ. Ông từng mua khu đất rộng 25.000 hectare ở Scotland làm nơi nghỉ dưỡng. Dinh thự Long Cross Estate ở Anh được tiểu vương mua năm 1990 để làm nơi nghỉ ngơi, tránh cây nóng thiêu đốt vào mùa hè tại Dubai. Năm 2009, tiểu vương Dubai mua trang trại Dunham Hall với giá 45 triệu bảng Anh, hơn 1.300 tỷ đồng, làm nơi nuôi và nhân giống ngựa, gần trường đua Newmarket ở Anh.
Việc sở hữu những chuồng ngựa và sân tập của tiểu vương Sheikh Mohammed ở Newmarket từ lâu đã trở thành những nét đặc trưng của thị trấn khi những con ngựa di chuyển từ chuồng đến bãi tập. Chỉ tính riêng từ năm 2011 đến 2020, ông đã đầu tư hơn 800 triệu đô la Mỹ, gần 19.000 tỷ đồng vào hoạt động cưỡi ngựa, khiến môn thể thao này và chính Newmarket phụ thuộc vào ông về mặt tài chính. Năm 1994, ông đã thêm Mountain Paddocks, hiện là cơ sở huấn luyện kết hợp hồ bơi, spa cho ngựa, vào danh mục đầu tư của mình. Ngoài Scotland và Newmarket, tại một số khu vực thanh thế nhất ở London, tiểu vương Dubai Sheikh Mohammed còn sở hữu nhiều bất động sản độc quyền ít người biết đến. Năm 2013, một công ty của gia đình ông đã sở hữu một tòa nhà ở quảng trường Eton lịch sử của Belgravia với trị giá gần 24 triệu đô la Mỹ, hơn 560 tỷ đồng. Vào năm 2018, tiểu vương Dubai đã mua Rutland House, một tòa nhà 6 tầng ở Knightsbridge với mức giá khổng lồ gần 85 triệu đô la Mỹ, gần 2.000 tỷ đồng. Tòa nhà được xây dựng bể bơi dưới lòng đất, thủy cung và rạp chiếu phim. Vào thời điểm đó, danh tính của chủ sở hữu vẫn chưa được xác định vì công ty Leasum, đơn vị mua căn nhà có trụ sở tại Jersey, không tiết lộ danh tính của chủ sở hữu thụ hưởng. Sự nổi tiếng ngày càng gia tăng của tiểu vương Sheikh Mohammed ở Anh, cùng với sự bùng nổ thịnh vượng của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, đã càng củng cố sức ảnh hưởng của ông đối với Vương quốc Anh. Bên cạnh đó, hãng hàng không nổi tiếng Emirates cũng thuộc sở hữu của vị tiểu vương giàu có này. Emirates Airlines là một trong hai hãng hàng không quốc gia của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cùng với Etihad Airways có trụ sở tại Dubai. Hãng này là một công ty con của Emirates Group, đồng thời các cổ phần của nó đang hoàn toàn thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư Dubai trực thuộc chính phủ. Tính đến thời điểm này, Emirates Airlines là hãng hàng không lớn nhất ở Trung Đông, hoạt động với gần 3.400 chuyến bay mỗi tuần từ trụ sở chính của hãng tại sân bay quốc tế Dubai. Tại sân bay quốc tế Dubai, Emirates ban đầu độc chiếm Terminal 3 khi nhà ga này được xây dành riêng cho Emirates và bắt đầu khai thác từ cuối năm 2008. Dubai Airport Terminal 3 hiện nay là nhà ga lớn nhất thế giới và cũng là nhà ga có diện tích sàn lớn thứ nhì thế giới với diện tích 1,73 triệu mét vuông. Các hoạt động vận chuyển hàng hóa được thực hiện dưới tên Emirates Sky Cargo của tập đoàn Emirates. Các hoạt động vận chuyển hàng hóa này cũng liên tục đạt được những thành công. Hãng cũng rất phát triển công nghệ thông tin trong lĩnh vực hàng không, quản trị và tiện nghi trên các hành trình bay và luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho hành khách trên mỗi chuyến bay. Theo thống kê, Emirates là hãng hàng không lớn thứ tư thế giới dựa trên số lượng hành khách vận chuyển và quãng đường bay. Đứng thứ tư thế giới về lượng khách quốc tế, thứ hai thế giới về lượng hàng hóa vận chuyển bằng Emirates Sky Cargo và hiện đang phục vụ đường bay dài nhất thế giới 14.200 km từ Dubai đi Auckland, New Zealand. Nơi ở chính của tiểu vương là cung điện xa hoa trị giá 500 triệu đô la Mỹ, gần 11.800 tỷ đồng. Cách trung tâm thành phố Dubai khoảng 6 km, người dân và khách du lịch được phép đến gần cung điện, nhưng không được vào bên trong vì có mạng lưới hàng rào an ninh dày đặc. Đây là một trong những biểu tượng lớn nhất đại diện cho sự giàu có và quyền lực của Sheikh Mohammed, cung điện Jabid. Cung điện trải dài trên diện tích ấn tượng gần 150.000 m2, nó có 150 phòng, bao gồm một phòng khiêu vũ lớn, nhiều dãy phòng dành cho hành khách và thậm chí có cả một sở thú tư nhân. Cung điện cũng có đường đua ngựa, bể bơi trong nhà và bộ sưu tập ô tô cổ. Kiến trúc cung điện là một sự pha trộn giữa phong cách Hồi giáo truyền thống và phong cách hiện đại, với những bức tranh khảm cầu kỳ, sàn lát đá cẩm thạch và lớp hoàn thiện mạ vàng. Cung điện không mở cửa cho công chúng tham quan, nhưng thỉnh thoảng nó được sử dụng cho các sự kiện cấp nhà nước và tiệc chiêu đãi trang trọng. Ngoài cung điện Jabin, Sheikh Mohammed còn có một số tài sản khác khắp Dubai, bao gồm biệt thự bên bờ biển trên Palm Jumeirah, một trong những khu vực đặc quyền nhất của thành phố. Các cung điện của Sheikh Mohammed thật ấn tượng, những hòn đảo riêng của ông còn ấn tượng hơn nữa. Đảo Jaya Nurai là một thiên đường hẻo lánh nằm ở vịnh Ba Tư, chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc trực thăng. Hòn đảo này có tới 32 biệt thự riêng, mỗi biệt thự đều có một hồ bơi vô cực và lối đi thẳng ra biển. Các biệt thự được thiết kế hòa hợp với vẻ đẹp tự nhiên của hòn đảo, với mái tranh, nội thất bằng gỗ và cửa sổ kính từ trần đến sàn cho tầm nhìn ngoạn mục ra biển. Hòn đảo này cũng có một số nhà hàng, spa và một loạt các cơ sở phục vụ thể thao dưới nước, khiến nơi đây trở thành nơi nghỉ dưỡng sang trọng hoàn hảo. Là một tỷ phú đứng đầu Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum sở hữu nhiều loại phương tiện và du thuyền cao cấp, phản ánh chính xác lối sống xa hoa của ông. Bắt đầu với bộ sưu tập xe hơi, Sheikh có cả một đội xe sang bao gồm những loại xe đắt nhất và độc nhất trên thế giới. Trong số này có chiếc Rolls-Royce Phantom, một chiếc xe nổi bật với sự tinh tế và sang trọng và vẫn được coi là một sự khác biệt trong lĩnh vực ô tô. Với mức giá khởi điểm khoảng 450.000 đô la Mỹ, gần 10,6 tỷ đồng, Phantom sở hữu công nghệ tiên tiến, tay nghề hoàn hảo
và sự thoải mái vô song. Chiếc Mercedes-Benz S-Classic của ông cũng là một phương tiện khác nói lên sự sang trọng và tiện nghi. Chiếc xe này nổi tiếng với kỹ thuật chế tạo đặc biệt, thiết kế thanh lịch và các tính năng tiên tiến. Tiểu Vương dù đang ở tuổi 74, nhưng hàng ngày vẫn tự lái chiếc Mercedes G55 AMG màu trắng quen thuộc. Bộ sưu tập xe hơi của Tiểu Vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum lên tới hơn 100 chiếc. Một số là xe cổ, còn lại là xe sang của các hãng nổi tiếng như BMW, Rolls-Royce, Mercedes-Benz và Ferrari. Tiểu Vương cũng sở hữu siêu du thuyền dài 162m trị giá 400 triệu đô la Mỹ có tên Dubai. Siêu du thuyền sang trọng có đủ chỗ cho 115 hành khách và 85 thành viên thủy thủ đoàn. Siêu du thuyền có hai bãi đáp trực thăng, một phòng ăn lớn có sức chứa 90 người, có nội thất tuyệt đẹp do Andrew Winch thiết kế. Với các dãy phòng sang trọng, bãi đỗ cho trực thăng, nhiều bể bơi và thậm chí cả gara ô tô và xe máy. Quattroel là một du thuyền khác của Sheikh Mohammed, có chiều dài hơn 85m. Con tàu này được đóng bởi nhà máy đóng tàu Lucent ở Đức và có thiết kế hiện đại, đẹp mắt, vừa trang nhã vừa tiện dụng. Du thuyền có thể chứa tối đa 12 khách trong 6 phòng sang trọng và tự hào sở hữu một loạt các tiện nghi như phòng tập thể dục, spa và rạp chiếu phim. Số 2. Thái tử Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. Về cơ bản, toàn bộ các thành viên trong gia đình đều được hưởng đặc quyền sử dụng tài sản của tiểu vương. Thái tử Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, hay còn gọi là Faza, là hoàng tử được công chúng Dubai biết tới nhiều nhất. Nhờ sự kết nối với cộng đồng qua tài khoản mạng xã hội Instagram, lối sống xa hoa của hoàng gia Dubai được tiết lộ nhiều nhất thông qua hình ảnh mà thái tử, người con trai thứ hai của tiểu vương, đăng tải trên trang cá nhân. Faza là một trong các thành viên hoàng tộc nổi tiếng ở châu Á nhờ vẻ ngoài nam tính, lịch lãm, vóc dáng cao ráo. Tính đến tháng 6 năm 2023, tài khoản Instagram của thái tử có 15,5 triệu người đăng ký theo dõi. Thái tử thường đăng ảnh với động vật hoang dã, làm thơ, tham gia các hoạt động thể thao và những chuyến du lịch. Dạo qua tài khoản Instagram của thái tử có thể thấy niềm đam mê đối với những hoạt động ngoài trời. Hamdan thường nhảy dù, đi mô tô nước, lướt ván và anh ta có niềm đam mê dành cho biển. Nhiều chuyến đi thám hiểm khám phá thế giới đa màu sắc dưới mặt nước đã được thái tử tổ chức. Năm 2011, thái tử Hamdan tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst, Anh. Đây là ngôi trường danh tiếng, từng là nơi học của các nhân vật nổi tiếng dòng dõi trơm anh thế Việt như hai hoàng tử Anh William và Harry, hoàng thân Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, thái tử Abu Dhabi và phó tư lệnh tối cao của lực lượng vũ trang UAE. Hamdan cũng trải qua các khóa học về kinh tế tại trường kinh tế London, Anh. Đây là công cụ quan trọng hỗ trợ thái tử từ khi đảm nhận chức vụ chủ tịch hội đồng Dubai trong việc đưa ra các chính sách nhằm phát triển tiểu vương quốc này. Tài năng của thái tử còn thể hiện ở những bức ảnh về phong cảnh thiên nhiên sa mạc hay các tòa nhà cao ốc ở Dubai. Tình yêu dành cho những xuất hình đã khiến anh lập giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế Hamdan, góp phần nuôi dưỡng tài năng nghệ thuật, đề cao vai trò của nghệ thuật, văn hóa. Anh thường dùng máy bay riêng để đi du lịch khắp nơi, check-in ở nhiều địa điểm nổi tiếng. Đồng thời sở hữu 6 xe hơi nước Python có thể chạy trên mặt nước và trên cạn. Những bức ảnh mà Sheikh Hamdan chia sẻ thường thấy sự xuất hiện của những chú ngựa và lạc đà cùng phong cảnh thiên nhiên nổi bật xứ Trung Đông. Đặc biệt, thám tử Dubai còn có đam mê với môn đua ngựa từ khi còn nhỏ. Từ sở thích này, Sheikh Hamdan giành nhiều chức vô địch trong các giải đua ngựa. Đây cũng là bộ môn giúp anh rèn luyện được sự kiên trì, nhẫn nại để hỗ trợ rất nhiều trong công việc. Cha anh là hoàng thân Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, là một nhà thơ nổi tiếng. Vì vậy, thái tử có cơ hội gặp gỡ nhiều nhà thơ, tự sáng tác và hình thành đam mê với thi ca. Qua thơ, tôi gợi lại niềm vui trong trái tim mọi người, làm giảm bớt đau khổ của họ theo cách đơn giản của riêng mình. Tôi bày tỏ hy vọng và nguyện vọng của họ, vị thái tử điển trai từng chia sẻ. Ngoài con đường chính trị, thái tử Hamdan là người tích cực tham gia các hoạt động xã hội, truyền cảm hứng cho người dân tại giải chạy Dubai Run diễn ra hàng năm. Khối tài sản của thái tử Hamdan ước tính lên đến 3 tỷ đô la Mỹ. Riêng bộ sưu tập siêu xe có giá trị gần 60 triệu đô, hơn 1.400 tỷ đồng. Thái tử sở hữu một loạt những siêu xe dát vàng như Porsche 918 Spider, Lamborghini Aventador, Rolls-Royce và Range Rover Sport. Faza từng chi gần 30 triệu đô la Mỹ, gần 706 tỷ đồng để xây dựng tòa nhà gồm 2 tầng hầm và 6 tầng nối ở thủ đô London, Anh để chứa 114 chiếc siêu xe. Tuy nhiên, cuộc sống thường ngày của thái tử Faza mới là điều khiến công chúng trầm trồ. Thái tử Faza sống trong một cung điện riêng ở Nahd Al Seba, khu thượng lưu của Dubai, nơi có nhiều cây xanh và gần cung điện Zayed Al Abidin của tiểu vương Dubai. Sinh ra trong hoàng tộc, Faza có nguồn tài chính dồi dào để duy trì nhiều sở thích sang chảnh như du lịch vòng quanh thế giới bằng máy bay cá nhân hay nuôi động vật hoang dã gồm sư tử, chim ưng ngay trong cung điện.
Trong đó, thú cưng đắt đỏ nhất phải kể đến con lạc đà có trị giá 2,7 triệu đô la Mỹ, hơn 63 tỷ đồng. Ngoài ra, vị thái tử này còn là chủ nhân chiếc du thuyền hạng sang trị giá 70 triệu đô la Mỹ, gần 1.650 tỷ đồng. Du thuyền tên Smiraban Smeranda có chiều dài 77 mét và 12 phòng riêng với các tiêu chuẩn xa hoa đáp ứng tiêu chí của hội nhà giàu. Mỗi lần ra khơi, 24 nhân viên sẽ đi theo cùng để phục vụ mọi nhu cầu. Số 3. Công chúa Saika Mara. Là con thứ 5 trong gia đình, Mara cùng với Mariam và Fatima là ba công chúa được vua Mohammed đặc biệt yêu quý. Mara đứng thứ 7 trong danh sách thừa kế của hoàng gia. Chính vì vậy, ngay từ khi mới sinh, cô nàng đã được cha cho đứng tên sở hữu vô số tài sản giá trị, bao gồm cả bất động sản và cổ phiếu tại các công ty dầu mỏ trong nước. Theo ước tính của The Richest, hiện Mara đang nắm trong tay số tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ đô. Tuy nhiên, phần nhiều trong số đó vẫn nằm dưới sự quản lý của hoàng gia, nên cô nàng chưa thể xuất hiện trong bảng xếp hạng những tỷ phú giàu có nhất quốc gia này. Ngay còn nhỏ, Mara đã được nhận xét là cô công chúa đẹp đến mức đáng khen tị. Mariam sở hữu nhan sắc cùng thân hình hoàn mỹ khiến bất cứ ai cũng phải siêu lòng. Nổi bật nhất trong số đó vẫn là đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi dài cong vút. Dù tuổi đời còn khá trẻ, lại được sinh ra trong nhung lụa, nhưng Mara vẫn được mọi người xung quanh ca ngợi là cô gái tự lập và vô cùng mạnh mẽ. Sinh nhật 18 tuổi, cô công chúa nhỏ đã dọn ra sống một mình bên ngoài cung điện của phố cha. Như bao cô gái ở lứa tuổi mới lớn khác, Mara cũng là một tín đồ mua sắm. Cô nàng đặc biệt yêu thích những món đồ thời trang tới từ nhãn hiệu Chanel. Trên mạng xã hội Instagram, Mara còn có một bộ sưu tập chụp lại những phụ kiện đắt tiền từ túi xách Chanel, ví Chanel cho tới những đôi giày đế nhung đỏ, chứ danh trị giá hàng ngàn đô la Mỹ. Với số tài sản kếch xù như vậy, Mara có thể thoải mái vung tiền cho những thú chơi xa xỉ của mình. Năm 2012, cô nàng đã chi ra 250.000 đô la Mỹ, gần 5,9 tỷ đồng để mua một chú hổ Siberia về làm thú cưng. Điều này hoàn toàn không hề bị cấm tại Dubai. Hay căn penthouse trên tầng thượng của tòa nhà Palm Tower là nơi Mara thường xuyên lưu trú cũng có giá thuê lên tới 3.000 đô, hơn 60 triệu đồng một đêm. Ở tuổi 23, Mara đã sở hữu một chiếc phi cơ riêng cùng hàng loạt siêu xe đỉnh đám thế giới, khiến bao người mơ ước như Ferrari Enzo, Porsche, Jaguar, Audi hay BMW. Mara còn là thành viên chủ chốt trong hội con nhà giàu ở Dubai, hay được biết với cái tên Luxury Kids in Dubai. Cô thường xuyên có mặt tại các bữa tiệc xa hoa trên du thuyền cùng với những cậu ấm cô chiêu giàu có. Hình ảnh Mara hiện đại, trẻ trung, ăn chơi trên mạng xã hội trong thời gian gần đây từng khiến truyền thông nước này tốn biết bao nhiêu giấy mực, bởi nó khác xa hoàn toàn so với hình ảnh của một công chúa Mara nghiêm nghị, cao quý thường thấy trong những lần cô công du nước ngoài cùng đức vua trước đây. Chia sẻ về sự thay đổi chóng mặt của công chúa, vua Mohammed cho biết ông tôn trọng cuộc sống riêng tư của con gái. Mara không được lớn lên như một cô gái bình thường, vậy hãy để cho nó trưởng thành như một cô gái bình thường. Ông cũng trấn an dư luận rằng Mara vẫn dưới sự kiểm soát của hoàng gia và công chúa là niềm tự hào của ông. Tuy vậy, có một điều không đổi ở Mara, cô vẫn là một trong những công chúa Dubai tích cực tham gia vào các sự kiện, hoạt động từ thiện và các hoạt động xã hội. Đầu năm 2016, Mara đã nhân danh vua cha mình vận động được hơn 1 triệu đô cho quỹ phúc lợi vì trẻ em theo lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc. Và vừa rồi chính là cuộc sống xa hoa tột độ của ba thành viên đại diện cho gia đình hoàng tộc giàu có nhất Dubai. Qua đó, chúng ta được tiếp xúc với đời sống vương giả ngập trong nhung lụa của họ và tận mắt chứng kiến những thú tiêu khiển đắt đỏ của giới thượng lưu. Bên cạnh đó, sự dẫn dắt tài ba và tầm nhìn chiến lược của vị tiểu vương Dubai cũng rất đáng để chúng ta học hỏi. Từ đó có thể góp phần khiến quê hương đất nước ngày một giàu mạnh. Và sứ mệnh đó không ai khác mà nằm trên vai của bạn, vị tỷ phú tương lai ở phía trước màn hình. Bạn ấn tượng với cuộc sống của ai nhất trong ba nhân vật trên? Hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận nhé!